Thiệt á hả chị? Lê Hoàng Phương, Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, xin chào Top Sao. Cảm xúc của Hoàng Phương sau khi gần 24 tiếng đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 thì bây giờ Phương vẫn đang rất là hạnh phúc và cũng như là tận hưởng hành trình này của mình. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên nhiệm kỳ của Phương cũng như là top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Chúng mình đã có những hoạt động thiện nguyện và đây là điều mà Phương cảm thấy hết sức là ý nghĩa và đánh dấu mốc rất là quan trọng trong bước trình tiếp theo của sứ mệnh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Đối với em thì em nghĩ rằng là những cuộc thi sắc đẹp là những cơ hội để mà mình có thể tham dự và có thể chinh phục bản thân mình. Như những lần mà chia sẻ rất là nhiều lần trước đây rằng là sau mỗi cuộc thi thì mình biết nhìn nhận lại bản thân mình còn thiếu sót điều gì. Và mình nghĩ rằng là trong cuộc sống thì việc mà hoàn thiện bản thân là một điều rất là cần thiết. Và may mắn rằng là khi mà đến với Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 thì may mắn đã mỉm cười với Hoàng Phương. Và kết quả hôm qua Phương hy vọng rằng là đây mới chỉ là sự bắt đầu và mong rằng là mọi người sẽ cùng theo dõi và đón xem hành trình sắp tới của Phương nha. Đối với Hoàng Phương, khi mà được xướng tên đăng quang là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, đây là một dấu mốc rất quan trọng đối với Phương. Và hơn thế nữa là mình hiểu được rõ rằng trách nhiệm và sứ mệnh của một Hoa hậu cần phải làm những điều gì, không ngừng hoàn thiện bản thân mình, là một đại diện của Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International, cùng với đó là tiếp tục lan tỏa những giá trị ý nghĩa đến với cộng đồng. Trước những thành công của Thùy Tiên cũng như là Đoàn Thiên Ân và các đại diện của Việt Nam trước đây tại Miss Grand International thì Hoàng Phương không tránh khỏi những áp lực. Nhưng mà Phương nghĩ rằng là có áp lực thì mình mới có động lực để mình có thể cố gắng hơn nữa và trở thành đại diện Việt Nam, làm cho Việt Nam tự hào và được hô vang tiếng Việt Nam nhiều hơn nữa tại Miss Grand International 2023. Thật sự khi mà lúc mà công bố Á hậu 2 thì mình thấy được rằng mình đang có ở trong top 2 thì lúc đó là Phương cũng đã rất là vỡ òa rồi. Và Phương không biết nữa, lúc đó là Phương nhìn xung quanh, nhìn thấy khán giả đang dõi theo Phương, đang cùng nhau hô tên của Phương. Rồi Phương nhìn thấy những ánh mắt và những tia hy vọng. Rồi Phương nhìn xung quanh những bạn thí sinh còn lại cũng nhìn Phương nữa và nhìn cả Khánh Linh nữa. Phương nhớ lại là khoảnh khắc đó mình rất là xúc động. Và Phương nghĩ rằng là trong thời khắc đó thì nếu mà là kết quả như thế nào thì Phương cũng đã rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì Phương đã sống trọn vẹn trong khoảnh khắc, không chỉ riêng Phương mà còn là trong sự yêu thương của khán giả. Theo Phương được biết, rằng tiêu chí của Miss Grand International là 4B, Beauty, Body, Brand and Business. Thì mình cảm thấy may mắn rằng là mình đang trên bước trình hoàn thiện cả 4B đó. Về Body thì mình cũng đang tập luyện mỗi ngày vì Phương nghĩ rằng là sức khỏe cũng là một điều rất là quan trọng, cũng như là việc mà luôn luôn học hỏi thêm nhiều điều hơn nữa. Và về sắc đẹp thì Phương nghĩ rằng là mình cũng đã được ghi nhận tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Và về business thì bản thân mình cũng đang xây dựng và tiếp tục sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Và Phương nghĩ rằng là với tiêu chí 4B này thì đó sẽ là một cái tiêu chí cũng như là một cái động lực để mà mình cố gắng hơn nữa đại diện cho Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International. Thật ra rằng là trong quá trình mà tham gia cuộc thi á, Phương cũng hay khấn nguyện rằng là nếu như mà mình có cơ hội may mắn mà mình trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 với số tiền thưởng đó thì việc đầu tiên chắc chắn là mình sẽ chia sẻ. Mình sẽ trích một phần để mình có thể chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn như những điều mà mình mong muốn và mình đã từng làm trước đây. Và mình cũng xin trích một phần nữa để mình có thể trang trải cho cuộc sống hàng ngày của mình. Cùng với đó là cũng phải có một ít để mà có thể xây dựng hình ảnh, để mình có một cái hình ảnh tốt đẹp trong hành trình sắp tới của mình. Thì trước khi mà gia nhập với gia đình Sen Vàng thì Phương hoàn toàn không có ekip nào hết. Phương nghĩ rằng là rất là nhiều người thắc mắc rằng là đằng sau Phương sẽ là một ekip rất là hùng mạnh, sẽ rất là
dữ dội, nhưng mà Phương cảm thấy may mắn rằng là sau mỗi lần xuất hiện của mình đều là những tình cảm yêu thương của những nhà thiết kế, của các anh chị makeup, của tất cả ekip đều rất là ủng hộ và giúp đỡ cho Phương trong những lần mà Phương xuất hiện. Và khi mà mình bắt đầu gia nhập vào công ty Sen Vàng thì chắc chắn rằng là đây là một điều rất là may mắn với Phương, bởi vì trong khoảng thời gian trước mình tìm kiếm cơ hội mình trong con đường nghệ thuật, mọi thứ rồi mình phải đều tự lo lắng cũng như là tự dàn xếp hết. Thì bây giờ thì mình cũng đã có một nền tảng cũng như là một chỗ dựa vững chắc để mình có thể tự tin tỏa sáng. Thực sự mà khi mà đêm tổng duyệt mà bốc thăm giả định mình bốc trúng thăm hoa hậu thì mình cũng rất là lo sợ. Nhưng mà sau khi mà mình vượt qua cái nỗi sợ đó thì mình nghĩ rằng là cái điều lo sợ đó mình cần phải nên đối mặt. Vì vậy cho nên là Phương đã chỉnh chu về makeup cũng như là các trang phục cũng như là lên mood để có thể chạy chương trình một cách hoàn mỹ nhất, giống như là để mà mình có thể sẵn sàng hết tất cả mọi thứ vậy. Và Phương cảm thấy bây giờ mà mình nhớ lại cái đêm hôm đó, những giọt nước mắt đó cũng như là cảm xúc đó là những cảm xúc hoàn toàn rất thật. Bởi vì chuyện tương lai là chuyện mình không bao giờ mình biết, cho nên là thay vì mình cứ suy nghĩ, mình cứ lo toan thì thôi, thì mình cứ hãy tận hưởng từng giây phút đang trải qua và những cái điều tốt đẹp đang xảy đến với mình trong thời hiện tại. Đối với Phương thì trước đây khi là thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 thì Phương cảm thấy may mắn rằng là bởi vì mình đến đây không chỉ là để tỏa sáng mà còn là để được học hỏi thêm rất nhiều. Trong quá trình đó thì các bạn thí sinh đều được training cũng như là đều được ban tổ chức chia sẻ những thông điệp cũng như là định hướng về hình ảnh của từng bạn thí sinh, không chỉ trong cuộc thi mà còn cả sau cuộc thi nữa. Vì vậy cho nên Phương nghĩ rằng là đó là một điều hết sức là quan trọng và cũng là mang tính rất là nhân văn của Sen Vàng khi mà định hướng được cho các thí sinh của mình tại các cuộc thi mà Sen Vàng tổ chức. Thiệt đó hả chị? Hát gì ta? Phương nghĩ rằng là để mà chuẩn bị debut cho một giọng hát thì cần phải sự chuẩn bị rất là kỹ càng, đúng không ạ? Và hôm qua thì Hoàng Phương rất là xúc động và vỡ òa trong cái sự ủng hộ của tất cả mọi người, cho nên bây giờ giọng của Phương cũng không có đủ mà hoàn hảo để mà có thể thể hiện tốt giọng hát này. Vì vậy cho nên Phương cho phép Phương được nợ lại mọi người một cơ duyên này lần nữa, và Phương sẽ thể hiện cho lần sau nếu như Phương tự tin hơn nha. Và Hoàng Phương xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến với khán giả của Top Sao đã luôn theo dõi và ủng hộ Hoàng Phương trong hành trình Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Xin chào và hẹn gặp lại.